ngủ mơ thấy thỏ tốt hay xấu, luận giải chi tiết điểm báo tương lai. Hầu hết các giấc mơ đều điểm báo về một sự kiện nào đó sắp xảy ra đối với người có giấc mơ đó. Đa số trong chúng ta đều đã từng mơ về thỏ, liệu giấc mơ này là điểm lành hay điểm xấu. 1. Mơ thấy thỏ tốt hay xấu, giải mã chi tiết những giấc mơ thấy thỏ. Thỏ xuất hiện trong giấc mơ của bạn dự báo về sự hội ngộ của bạn với người thân đã chia ly từ lâu. Mơ thấy đi săn được thỏ điểm báo về tương lai sung túc, cơ hội làm giàu đến nhanh chóng. Nếu bạn mơ thấy một chú thỏ đang gặm cỏ dự báo về sự phát tài, thăng quan tiến chức đang đến gần nhờ những cố gắng trước đó của bạn. Ngủ mơ thấy thỏ đang sinh con dự báo gia đình bạn sẽ có thêm thành viên mới, hoặc người thân của bạn có thêm tin vui. Mơ thấy tay đang ôm thỏ trong lòng điềm báo bạn sẽ có khách phương xa tới thăm nhà. Đối với những người còn độc thân, đây là điềm báo về việc tìm được nửa kia cho bản thân mơ thấy tay nắm chặt đôi tay thỏ điềm báo tương lai sẽ mua được nhà cao cửa rộng hoặc có sự đầu tư thuận lợi vào nhà đất mơ thấy thỏ trên cung trăng thỏ ngọc dự báo về tương lai được du lịch nhiều nơi cố gắng tận dụng tốt cơ hội nằm mơ thấy được mời ăn thịt thỏ mang ý nghĩa về sự hưng thịnh trong sự nghiệp tiền tài chiêm bao thấy thỏ vào nhà bạn điềm báo bạn sẽ làm lành hay hòa giải được những mối quan hệ không được tốt của bạn trước đây công danh thăng tiến nếu bạn nằm mơ thấy thỏ vàng thì đây là dự báo rằng bạn sẽ có cuộc sống sung túc trong thời gian tới không phải suy nghĩ về tiền bạc nếu bạn là con gái nằm thấy thỏ hay tay mình đang ôm thỏ ý nghĩa rằng sau này bạn sẽ trở thành trụ cột cả về tài chính lẫn tinh thần là người có tiếng nói trong gia đình nếu bạn mơ thấy một con thỏ đang chảy máu thì đây là điềm báo về sự xung đột của bạn với những người xung quanh cố gắng giải quyết trong êm đẹp chiêm bao thấy thỏ tấn công bạn mang dự báo tương lai bạn bị kẻ xấu đâm sau lưng nên đề phòng với người lạ tại nơi cơ quan. Nếu trong giấc mơ của bạn có xuất hiện thỏ đen, đây là điềm báo gia đạo bị xáo trộn, đề phòng có tăng sự. Mơ thấy thỏ bạn bạn nuôi bỗng dưng sổng chuồng điềm báo về sự đánh mất cơ hội lớn trong sự nghiệp, cũng có thể là điềm báo bạn sẽ đánh mất người bạn yêu nhất. Nếu bạn mơ thấy thỏ chết thì đây là điềm báo rất xấu cho gia đình bạn, có thể là bạn hoặc người thân của bạn sắp gặp phải đại nạn về sức khỏe, bạn nên chia sẻ với các thành viên khác trong gia đình để mọi người cùng đề phòng. Trong giấc mơ của bạn có xuất hiện thỏ xám thì đây là điềm báo về hôn nhân của bạn sắp xuất hiện kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc. Bạn nên dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. 2. Con số may mắn liên quan đến giấc mơ thấy thỏ. Thỏ là loài động vật tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc nên nhiều người tin rằng những con số về thỏ cung mang lại cho họ những tài lộc trời ban. Nếu bạn muốn thử vận may khi mơ thấy thỏ thì có thể tham khảo những con số sau. Nếu chiêm bao thấy một con thỏ bình thường, 16 Mơ thấy thỏ trắng, 51, 53 Mơ thấy thỏ đen, 21, 55 Mơ thấy đôi thỏ, 8-94 Nằm mơ thấy đàn thỏ, 57, 81 Mơ thấy bắt được thỏ, 7-58 Mơ thỏ tấn công bạn, 24, 32 Ngủ mơ thấy thỏ chạy, 56, 84 Giấc mơ về thỏ thường là dự báo về hạnh phúc, tài lộc trời ban Tuy nhiên bạn không nên quá tin tưởng lụy thuộc vào giấc mơ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Điềm báo của giấc mơ không hẳn đúng hoàn toàn nhưng phần nào giúp bạn có thêm những hoạch định đúng đắn cho tương lai của bản thân. 3. Đôi nét về thỏ, hình tượng của sự an lành. Thỏ là loài động vật hiền lành, dễ thương với bộ lông mềm, trắng mút nên được nhiều người nuôi giống như nhiều loài thú cưng khác. Tuy nhiên nếu bạn chọc giận chúng, chúng sẵn sàng dùng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn tấn công lại bạn. Theo quan niệm của người Trung Quốc, con thỏ tượng trưng cho nét thanh lịch, sự nhạy cảm với nghệ thuật và cái đẹp. Hình tượng thỏ trắng gợi lên sự thân thiện, hiền hòa cũng như sự an lành, sung túc. Trong văn hóa Khmer, thỏ đại diện cho phẩm chất thông minh, dũng cảm, là biểu tượng của hạnh phúc, công lý và sự may mắn. Vậy là bạn đã giải mã được giấc mơ thấy thỏ, mơ thấy thỏ đánh đề con nào. Bạn có thể thử vận may của mình xem sao, tuy nhiên chỉ nên coi đó là một hình thức giải trí cho vui, không nên quá lụy thuộc.